ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសន្តិភាពគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែការបំផ្លាញនៅសន្តិភាពវិញនោះគឺជារឿងដែលលំបាកខ្លាំងណាស់បើមនុស្សទេមិនមែនមនុស្សរាប់តំណជាយាមបង្កើតនៅសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនអាចបង្កើតបាននោះឡើយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅព្រឹត្តិការណ៍ទី7ខែមករាឆ្នាំ2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែប
khuôn vuôn thật thể. Mình ơi, anh đồ phiếp nà, mọc bọc lại bà lại. Tổ bây trâu bóng, đòi đầm lại nà, có đó. Không chụp hô đồ bút mòm đi. Cả nát bác phê chiên ca bà chìa. Xôm ốp hô, nâng con trâu tương sốc. Nâu sạch lấy xâm rách chế rô hỷ rốt thật bà. Tạm ra dễ anh đồ kết lịch xôn mùi. Ô nô cỏ, bò cỏ. Cho ngay tìm mùi, khai mạc ra cho năm phí phôn và phê buôn. Đã bán con nót, dọc ngay tìm mà phê phẩm buôn khai tru chỉ riêng ra cho năm. Chỉ tìm viên xoắn đề phiếp, đã chết ngay bôn chít lời ca mùi nơi bởi lý chiến này chạy cả một chi. Nâng chết ngay chụp xâm ra chia xa thiệt nặng. Bà tam prasa xâm đại đi châu hôn xanh, khả nông chung hô đó một mòm đi kênh nạp bạp đi chơi chôn Campuchia bàn ốp ô xa tố, nâng còm trò tiếng sông nơi xe kê đê xâm rách. Rồi bà rì rò thà phì ba tam rìa án nụ kênh lệch xôn mối ở nơi cổ bò có, cho thang ngay tìm mối khai mạc ra chân năm bì bò mập hay buồn, đại bàn cầm nọt dược thang ngay tìm mập hay bòm buồn khai thân ưu chỉ riêng rò chân năm. Chia tì viên xanh tập hiệp nơi Campuchia, đại chia thang ngay bôn chết phơ ca mối nơi bà rì chân nơi chạc Campuchia, nâng chia thang ngay chụp xâm rã xa thế rả nạ. Prom chỉ mỗi khi nốt xâm đất để châu hôn sáng bàm ẩn tỏ thả, dương tên ọc nia có trời dùl ở bàn cho bà thả. Bác miên xâm tập hiếp có mình ách miên cả áp phí vọt nâng miên ở quay quay đôi thằng ngày đi phong đại. Xong chiều đi phong đại thả xâm đạch mà hạ bộ vô thập đầy hôn mà nét để cho rõ mình trai ní công bà chía. Bàn chênh ạc nụ kết cầm nặt dược thằng ngày tìm mập hay bàm buôn khai thân ưu chỉ riêng rõ chân em chia tìm viên xâm tập hiếp nâng công bà chía. Tìm viên xâm tập hiếp nâng công bà chía ní trời bàn cầm nặt chỉ thằng ngày chụp xâm rạ xa thê ra nạ. Hai cục cổ xuông xa thả bắn, rõ tờ bà thân ạc rõm chết xâm cùng Sivil, ông cao ổn trả chết nâng bị xảy ai kỳ chốn. Trời châu ruộng bông phó xa mà ra đây bà chìa chôn Campuchia, ở dù đăng ẩm bí quân đâm lại nấy xăn tệp hiếp. Lớ cầm bố vào bà thoa xăn tệp hiếp, nâng ruộng khả nha thay ra xa cả bí xăn tệp hiếp nơi Campuchia ở bán cùng vùng.